tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Xuân Anh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, các viên chức Mexico đưa ra lời xin lỗi nạn nhân của vụ thảm sát casino năm 2011. Thứ tư, viên chức chính phủ Mexico đưa ra lời xin lỗi công khai tới thân nhân của nạn nhân trong vụ thảm sát casino 2011 ở thành phố Monterrey, miền Bắc nước này. Vụ tấn công xảy ra ngày 26 tháng 8 năm 2011 khi khoảng chục người đàn ông tới casino Royal ban ngày sệt xăng và tạo ra hỏa hoạn trong vòng chưa đầy nửa tiếng, khiến 52 người thiệt mạng, 11 người bị thương. Viên chức nhân quyền hàng đầu Alejandro Encinas đã nói lời xin lỗi để ghi nhớ những nạn nhân cũng như công nhận quyền của các gia đình đối với sự thật và sự cần thiết phải trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này. Đoạn phim còn cho thấy các thành viên gia đình và nạn nhân ngồi trên khán đài cầm hoa hồng trắng trong sự kiện. Chính quyền tại Monterrey cũng đưa ra lời xin lỗi, yêu cầu gia đình tha thứ vì văn phòng phát triển đô thị của thành phố và cơ quan bảo vệ dân sự của bang Nuevo León đã không tuân thủ nhiệm vụ trong việc bảo đảm các casino với những quy định an ninh dẫn tới thảm kịch. Một phái đoàn 14 chuyên viên do giám đốc IAEA Rafael Grossi đứng đầu đang hướng đến nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia GNPP của Ukraine, lớn nhất Âu Châu, đã bị Nga chiếm đóng để thị sát tình hình hoạt động, được cho là bị Nga pháo kích, gây nhiều thiệt hại vật chất, đe dọa, làm bùng nổ thảm họa nguyên tử. Nhóm chuyên viên IAEA đã đến Kiev vào ngày 30 tháng 8 để gặp giới chức thẩm quyền của Ukraine và các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ kế hoạch thực hiện chuyến thị sát của phái bộ IAEA tại nhà máy điện nguyên tử Ukraine bị Nga chiếm đóng từ đầu tháng 8. Vì Nga thường xuyên pháo kích GNPP. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đứng đầu phái đoàn trước đó đã hội đàm với các nhà ngoại giao như Ukraine, Nga, đại diện Rosatom tại Istanbul và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris để thảo luận việc thực hiện chuyến đi này. Và Grossi đã xác nhận các chuyên viên có nhiệm vụ thẩm định tình hình hoạt động của nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia nằm cách Kiev khoảng 420 dặm, mất 10 tiếng đồng hồ lái xe hoặc dài hơn vì thời gian dừng để nghỉ và xuất trình giấy tờ tại các trạm kiểm soát quân sự. Thưa quý vị, Hà Nội là thành phố lớn thứ hai của Việt Nam, nơi sinh sống của 8.3 triệu người dân nằm phía bắc đất nước. Được thành lập vào năm 1010, Hà Nội với những phố cổ, di tích về kiến trúc thuộc địa được bảo tồn với nền văn hóa phong phú và nhiều lần được chọn là một trong những nơi du lịch tốt và được có nhiều hình ảnh cũng như địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi giữa những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Trở lại năm 1010, Lý Công Uẩn là vị vua đầu tiên của nhà Lý quyết định xây dựng kinh đô mới ở vùng đất này với tên Thăng Long. Trong suốt thời kỳ các triều đại Lý Trần Lê Mạc, kinh thành Thăng Long là nơi buôn bán, trung tâm văn hóa giáo dục của miền Bắc. Khi Tây Sơn và sau đó nhà Nguyễn lên nắm quyền trị vì, kinh đô được chuyển về Huế và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô Liên bang Đông Dương và người Pháp xây dựng quy hoạch lại. Và bản tin khác từ Việt Nam đã cho biết là cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch. Thưa quý vị, cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn FLC, mã FLC, vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Sài Gòn hôm ngày 31 tháng 8 ra quyết định đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9 tháng 9. Nguyên nhân bị đình chỉ giao dịch là FLC vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Theo truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam, vào ngày 1 tháng 6, cổ phiếu FLC đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được mua bán kể từ phiên chiều. Lý do là FLC chậm nộp báo cáo tài chính để kiểm toán vào năm 2021, quá hạn 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam, sau khi có quyết định của SOSE, ông Lê Bá Nguyên, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC, đã gửi thư đến cổ đông cho biết đây là sự việc bất khả kháng và ngoài ý muốn. Lãnh đạo FLC cũng cho biết đã nhiều lần gửi văn bản giải trình kiến nghị đến các cơ quan quản lý làm rõ các nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài ý muốn của doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là những khó khăn thách thức trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn đất Việt bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách chấp thuận kiểm toán cho đơn vị này từ ngày 30 tháng 3.
tập đoàn FLC chuyên về bất động sản và dịch vụ hàng không từ đầu năm nay đã gặp phải liên tiếp các khó khăn sau khi cựu chủ tịch của tập đoàn là ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ hồi cuối tháng 3 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Mới đây vào ngày 23 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố ông Trịnh Văn Quyết thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan. Động đất ở Kon Tum có thể tái diễn kịch bản động đất kích thích tại sông Tranh số 2. Ba trận động đất liên tục vừa qua với độ rung chấn lần lượt 2.8, 3.9 và 4.1 độ Richter xảy ra tại Kon Plong ở Kon Tum chỉ trong vòng một ngày. Theo Trung tâm Động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu cho biết, ngày 1 tháng 9 khi những trận động đất này xảy ra, họ đang tiếp tục theo dõi những trận động đất qua. Và từ ngày 23 tháng 8 cho tới 1 tháng 9, Kon Plong đã ghi nhận liên tiếp 20 trận động đất mạnh xảy ra vào chiều 23 tháng 8 với độ lớn nhất là 4.7. Tuy nhiên, những trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Như vậy, tính từ tháng 4 năm 2021 tới nay, khu vực này ghi nhận hơn 200 trận động đất, nhiều gấp 6 lần số trận động đất xảy ra trong khu vực này trong hơn một thế kỷ trước. Theo lời chuyên gia về động đất cho biết rằng Kon Plong có thể tái diễn kịch bản như là trận động đất kích thích ở sông Tranh số 2. Động đất kích thích xảy ra ở sông Tranh 2 bắt đầu từ năm 2012 kéo dài tới nay với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống của hàng chục ngàn người dân tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, Quảng Nam. Trong thời gian dài, Viện trưởng Viện Địa lý Vật cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết từ tháng 6 2021, họ cử viên chức tới khu vực mở thêm những trạm quan trắc, tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời hiện tượng địa chất nguy hiểm. Ông Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh cũng đồng thời đưa ra khuyến cáo với người dân trong khu vực nên quan tâm tới yếu tố kháng chấn trong vấn đề xây dựng. Những cấp chính quyền thường xuyên hướng dẫn cho người dân những biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại nếu như động đất xảy ra. Và cuối cùng là hình ảnh của viền thú tại tiểu bang California giải nhiệt động vật bằng viên đá và tắm nước lạnh. Những người trong coi vườn thú ở Santa Barbara đang thực hiện thêm các bước để giữ cho động vật của họ mát mẻ khi California bắt đầu nghiên cứu những gì mà các chuyên gia đang gọi là đợt nắng nóng nguy hiểm. Các món ăn tự làm bằng nước đá đang được cung cấp cho các cư dân của vườn thú, từ sư tử đến chuột túi, thậm chí một số còn được tắm thêm vòi sen để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể khi chúng ở trong điều kiện thiêu đốt. Trong chuồng sư tử, những người giữ vườn thú để lại những miếng thịt bọc trong băng cho Ralph 6 tuổi, bạn đời Felicia và con gái Pauline của họ. Chúng cũng đang được cho những khối đá làm từ hương vị thịt để cố gắng giữ cho chúng mát mẻ, mặc dù nhiệt độ nóng có nghĩa là nước đá không tồn tại được lâu. Trong khu vực Waccamaw của Úc mới mở gần đây, đà điểu Banjo đang tận hưởng tắm mát từ người quản lý Kelly Summers. Trong 15 phút, cô ấy đứng với cái một cái vòi sen và Banjo thưởng thức đến từng giọt nước cuối cùng. Cách đó vài feet thì chuột túi và chuột túi nhỏ nằm trong bóng râm. Khi một xô nước đá được đổ xuống đất, những loài động vật nổi tiếng lém lĩnh chẳng tốn chút thời gian nào để nhìn và đào sâu qua nước đá. Bita và Guy dẫn đầu gia đình rái cá với 5 con của chúng. Nước trong chuồng của chúng được thay thế bằng những cục nước đá nặng 200 pound. Sau khi nước đá được đổ ra, chỉ mất vài phút là những con rái cá, con ngậm lấy khối đá trong miệng và bơi đi cùng với chúng khi bố mẹ chúng đang liếm láp món cá đông lạnh. Tại tiểu bang California, cơ quan thời tiết quốc gia đã cho biết nền nhiệt sẽ tăng dần trong suốt cả tuần. Đầu tiên sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam của tiểu bang, nhưng sau đó sẽ thiêu đốt các khu vực phía bắc trong kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày. Thưa các khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp tối nay của đài IBC TV do sứ nguồn viên Xuân Anh và Tuyết Nha phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin về các sản phẩm và chương trình promotion hay sale đặc biệt hàng ngày, xin mời quý khách hàng liên lạc với số điện thoại quen thuộc 714-892-5717, hoặc quý vị cũng có thể dễ dàng shop online bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu qua trang mạng IBC Home Shopping. Kính chúc cho quý vị luôn được an lạc và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.